cựu quan chức tư pháp Haiti bị tình nghi ra lệnh ám sát Tổng thống Moi. Theo hãng tin Reuters, tướng Oget Vargas, cảnh sát trưởng Colombia dẫn kết quả điều tra sơ bộ về vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moïse cho biết, cựu quan chức Bộ Tư pháp Haiti Joseph Félix Baggio có thể là người đứng đằng sau vụ việc. Một cuộc điều tra của giới chức Haiti, Colombia cùng Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol về vụ ám sát Tổng thống Moïse đã cho thấy nghi phạm Baggio dường như đã ra lệnh thực hiện vụ ám sát 3 ngày trước khi nó xảy ra. Tướng Oget Vargas thông tin với báo chí, ngày 10 tháng 7, chính quyền Haiti đã bắt giữ bác sĩ Christian Emmanuel Sasson, 63 tuổi, vì nghi ngờ đây là một trong những kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ ám sát. Cựu thượng nghị sĩ Haiti John Joseph cũng đang bị cảnh sát truy lùng sau khi người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Haiti Leon Charles xác định ông là nhân tố chính trong âm mưu. Dimitri Heras, người đứng đầu đội cận vệ của ông Jovenel Moïse, cũng đã bị bắt. Vậy còn bạn? Bạn nghĩ sao trước thông tin này? Đừng quên để lại comment dưới video này nhé!